Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con ngay đó buông xuống, nhưng con không biết làm sao để buông. Ngay cả lúc không làm gì, trong đầu con cũng đầy ắp ý nghĩ. Xin thầy chỉ dạy làm thế nào để buông. Con đổi ơn thầy. Buông xuống, thầy nhắc lại, mặc dù dễ nhưng mà thầy cũng nhắc lại cho thầy không phải sai lầm. Không phải buông cái trạng thái này để mà trú trong trạng thái khác, mà là buông cái thái độ của bạn ngã muốn làm gì. Hiểu không? Tức là ví dụ như bây giờ cái tâm mình lăng xăng, thì mình muốn buông cái lăng xăng đó đi để tâm mình yên. Tức là mình muốn buông cái trạng thái này để mà được cái trạng thái khác. Không phải như vậy, mà là buông cái bạn ngã muốn là cái lăng xăng đó phải dẹp dẹp, phải yên, mà là bình hoàn toàn không có cái ý đồ gì cả, chỉ có nhìn cái lăng xăng đó một cách hoàn toàn là khách quan, nghĩa là không có cái ý đồ ngã vào trong đó. Thì lúc đó mình mới thấy cái lăng xăng hay không lăng xăng cũng vẫn là pháp. Phải không? Có thấy điều đó không? Lăng xăng hay không lăng xăng thì có sao đâu. Cho nên á, đừng có quan tâm với chuyện lăng xăng hay không lăng xăng. Bữa hôm đó có một người hỏi thầy về chuyện đó. Nếu mà nói là con cái tâm con á, nó đâu như thầy á, thì thầy buông xuống thì thầy im re. chứ còn mà con mà buông xuống là cái tâm nó lăng xăng dữ lắm, sao mà con buông xuống được. Thầy mới nói như thế này. Bây giờ á, nếu mà con coi phim á, con coi phim TV á, con thích cái phim mà nó là gay cấn, hấp dẫn, đầy nhiều tình tiết, hay là con coi một cái phim mà nó cứ tẻ nhạt, nó cứ đều hoài vậy, con thích nào? Nó có đương nhiên là gay cấn mới thích chứ. Vậy thì tại sao cái tâm mình gay cấn mình lại không thích? Cái tâm mình gay cấn thì mình thì nó lại càng là giúp cho mình càng thấy rõ hơn cái tâm của mình nó hoạt động ra làm sao, nó sinh diệt như thế nào. Chứ tại sao mình lại muốn yên? Muốn yên á thì cũng giống như mình coi tivi mà thấy nó đánh nhau dữ quá thì mình bấm pause cho nó dừng lại. Nó dừng lại đó, bây giờ không còn, coi như là nó đứng yên rồi đó. Đứng yên rồi á thì cái đó là thiền định này đó, muốn yên này đó, rồi tất cả là cái sai lầm đó. Tại vì mình thiếu hết lòng để mà nhìn cho nếu mình mà hết lòng để mà nhìn thì mình sẽ hiểu toàn bộ cái cuốn phim mà nó càng hấp dẫn chừng nào thì lại càng coi lại càng chú tâm nhiều chừng đó. Phải không? Thế tại sao mình lại không tròn vẹn chú tâm, thần trọng chú tâm quan sát vào chính cái mà nó lăn xong lưng tung đó, mà mình á đem cái bản ngã của mình muốn yên, nó yên đi để cho mình được an lạc. Cái sai cốt lõi nó vẫn ở chỗ đó. Trước đây nếu có ai tìm hiểu về con hoặc mai mối để tính đến chuyện lập gia đình, con đều vui vẻ để họ tìm hiểu. Nhưng từ khi nghe băng đĩa về đạo lý nhà Phật, con thấy đó là sự ràng buộc và nợ duyên để vợ chồng trả cho nhau, nên từ đó con không có ý định lập gia đình và tránh không để cho ai mai mối hay tìm hiểu như trước đây nữa. Vậy thưa thầy, con làm như vậy là đúng hay sai? Thế thầy kể một cái câu chuyện. Có một cái ông đạo sĩ, là ông tu hành, là ông muốn sao mà cho cái tâm của ông là ổn định, hoàn toàn ổn định. Ông mới là tìm cái chỗ nào thanh vắng, ông đi học cái thầy, vì thầy mới dạy thiền định cho ông. Ông mới đi tới cái chỗ thanh vắng, ông hành thiền xong rồi á, thì là nhưng mà cái chỗ đó ông cũng phát hiện ra là cũng có, vẫn còn có cái ồn, cho nên ông lại đi tìm cái chỗ nào xa xôi hơn nữa để mà cái chỗ nào nó cũng có cái ồn. Rồi ông đi tuốt vô trong rừng á, vô tuốt trong rừng mà có một cái gì mà đồng tịnh, cái là ông đi nữa. Ông cứ đi một lần đó, ông đi tới một cái hồ nước, rồi ông ngồi bên cái hồ nước đó, ông ngồi ông thiền. Nhưng mà là ông phát hiện là nó vẫn còn có một cái gì đó mà nó trở ngại, vẫn không vào thiền được. Ông mới về, ông hỏi vị thầy, nói là thưa thầy á, con là đã làm tu hành, con hành hết sức rồi á, mà sao tự nhiên nó vẫn có cái gì đó trở ngại. Ông thầy nói, bây giờ con á,
đi về hướng nam, đi tới là một cái ngôi đền đó. Cái ngôi đền đó nó như vậy đó. Khi mà con tới cái ngôi đền đó, hay là tên đó gì đó, thì con tới đó sẽ có một cái người khai thông cho con. Ông mới tới đến cái chỗ đó. Khi ông tới chỗ đó thì ông đi vào cái đền đó đó, thì ông thấy có một cái nữ tu, một nữ đạo sĩ đang ngồi thiền. Chúng quanh là thấy để trái cây rồi đồ ăn rồi chúng quanh mà thiêu khô hết trơn đó, để đầy chúng quanh đó. Thì ông mới biết là cái người này mà ngồi thiền như vậy ở đây đó là phải là cả tuần lễ hay là còn lâu hơn nữa. Thì ông cũng rất là kính nể, bởi vì ông thấy rằng là một cái người này mà hành thiền định rất là cao đó, cho nên có thể ngồi đây mà chúng quanh này cơm nước gì đều là khô hết trơn. Đại khái vậy. Thì sau đó đó, ông mới dọn dẹp rồi ông mới làm công việc. Ông nghĩ rằng đây là cái vị thầy mình gặp rồi đây, cho nên ông mới làm công việc đồ trong viện thay thế đó. Thì sau khi mà cái người mà nữ đạo sĩ đó đó xuất thiền thì mới thấy ông á, hai người mới là trò chuyện với nhau rồi trao đổi về cái chuyện tu tập với nhau. Thế rồi á, ở với nhau lâu ngày quá cho nên hai người đâm ra thương nhau. Thương nhau thì bởi vì họ tu đạo sĩ cho nên họ cũng không có bắt buộc là phải là cái chuyện mà vợ chồng đó, cái đó là họ tự nguyện thôi, chứ họ không có bị cái ràng buộc gì là không phải không lấy vợ lấy chồng. Cho nên hai người khi mà thương nhau quá rồi thì mới là lấy nhau và sinh ra một đứa con. Sinh ra một đứa con thì là lúc đó đó, cái người mà nữ đạo sĩ không còn là ngồi thiền nhiều nữa, mà bắt đầu là lo cho con. Khi con bệnh là phải lo, đôi lúc thức khuya dậy sớm nói xin lỗi là con nó đi tiểu đi cầu hay là nó cho bú cho đồ này kia đó, là ông phải làm cái bà nữ đạo sĩ đó, và phải làm hết tất cả những điều đó. Đồng thời là mình có một cái người yêu nữa là một cái nam tu nữ tu sĩ, cho nên là chăm sóc cho cái người chồng của mình được. Vì vậy cho nên cái thì giờ nó chi phối đi và nó không còn có cái thời gian để mà ngồi thiền nhiều nữa. Thế thì á, hỏi ra đó thì mới biết rằng là cái nữ đạo sĩ này á cũng là tu ở một cái chỗ đó, cũng là tu hành thiền quá sức đi. Thì cái người thầy của cái nữ tu này á mới nói với nữ tu này rằng là hãy đi tới nơi cái chỗ cái đền đó, chỗ đó chỗ kia, hãy tới đó sẽ gặp một người thầy. Nếu mà khi gặp người thầy này á thì khi đó con mới thông được, thì cái người đó mới tới đó mới ngồi tu ở nơi đó đó, tại sao mới là gặp cái người nam đạo sĩ kia. Thì câu chuyện nó xảy ra như vậy, thì hai người sống với nhau trong hạnh phúc, trong đau khổ, trong những cái bổn phận trách nhiệm gì đủ thứ. Rồi khi thì con cái bình hoàng, khi thế này thế kia. Thì có một cái hôm đó, là một cái trận dịch nó càng quét qua và đứa con của hai người là chết đi. Thế là hai người là buồn thương than khóc gì đủ thứ hết trơn rồi. Sau khi mà nó lắng dịu lại rồi á, thì hai người mới nói rằng thôi bây giờ là mình trước đây là mình là cũng tu sĩ, thì bây giờ đại khái là giúp nhau trong cái việc trong cái đời sống như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta hãy trở lại tu hành trở lại. Thì sau đó cả hai người tu hành thì đều đắc đạo cả. Thì ở trong này á, nó có một cái thế này, cái người nam đạo sĩ đó là quá lo cái chuyện mà tu tập thiền định, quá lo cái giải thoát giác ngộ của mình, nhưng mà ở bên trong nó vẫn còn một cái, đó là cái lòng ham muốn, tức là thiếu một tình thương yêu, thiếu cái gì đó, cho nên á là vẫn không yên. Thực ra tu thì tu như vậy nhưng mà vẫn không yên, cho nên á mới là tới ngang một cái mức độ đó thì nó dừng lại. Cho nên á, ở đây thầy mở ngoặc một cái này, bây giờ quý vị có cố gắng để mà tu hành cách mấy đó thì nó tới ngang một cái mức nào đó nó phải ngừng lại thôi, bao giờ có thể tiến được nữa. Cho nên là nó phải, cho nên thầy mới nói là phải sống vô ngã vì tha, phải vượt cái chướng ngại đó, là chính ngại của bạn ngã mình đưa ra để mà nhận thức, thì khi đó mới là giác ngộ giải thoát được. Chứ còn nếu như mà mình cứ nghĩ rằng là mình cứ cố gắng mình ngồi tu thì nó đến cái mức mà nó mình kẹt rồi đó thì không còn tiến lên được nữa. Tức là mình thiếu ba la mật, mình thiếu
thiếu thiếu những cái mà đủ điều kiện để mà tu. Cái bà nữ đạo sĩ đó thì lại là cũng vậy, cũng quá muốn quá thiền định thôi, cho nên không nghĩ gì tới ai cả, tức là cái tâm hoàn toàn không có cái mà vô ngã vị tha, cho nên chỉ có muốn tu hành thôi. Thì bây giờ đó bà phải học cái bài học là phải nuôi con, phải chăm sóc con từng ly từng tí, phải mở cái lòng ra đối với cái người khác, ít nhất là người khác đó là con mình, là chồng mình. Thì nên nhớ rằng đó, lập gia đình cũng là một cách tu. Tức là nếu mình chưa có thông hiểu được cái chuyện lập gia đình mà mình cứ muốn giải thoát thôi thì không bao giờ được đâu. Bao giờ mà mình thấy rằng, ví dụ như bây giờ trong kiếp trước của thầy là thầy đã thấy ra được cái chuyện lập gia đình là sao rồi, ví dụ vậy, cho nên bây giờ thầy không thể nào lập gia đình được nữa, bởi vì thầy thấy lập gia đình nó không làm được cái chuyện mà vô ngã vị tha, đại khái như vậy. Cho nên á là lúc đó thầy tu mới được, còn nếu không thì thầy rớt đại từ lâu rồi. thế thì nếu mình chưa học ra được cái bài học, mình nếu mình vô tu trong tù mà mình vẫn còn bị cái tí ảo tưởng, mình vẫn còn cái tưởng tượng, mình vẫn còn những cái mà mình không thực sự là mình vượt qua được, tức là mình chưa có vượt qua cái chướng ngại đó mà mình đòi giác ngộ giác thì không có đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mình thực sự thấy rằng là cái đời sống gia đình nó không còn thích hợp với mình, chẳng phải là vì sợ ràng buộc. Sợ ràng buộc á, tức là mình khi mình thấy nó rõ ràng là ràng buộc thì đúng, nhưng mà nếu mình sợ ràng buộc á thì lại không đúng. Bởi vì tại mình sợ ràng buộc cho trên thực tế đó thì mình vẫn thích, cho nên vẫn không đúng. Cho nên á là các cái pháp ở trên đời này đó, hễ mình chưa trải qua, mình chưa thông qua được thì vẫn chưa giải thoát được. Cho nên một vị Phật á thì có một cái yếu tố của một vị Phật là vô bất tri dĩ xả, tức là Đức Phật không có nào trên thế gian này mà ngài không trải qua để mà thấy được á là nó sinh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào, vị ngọt của nó như thế nào, sự nguy hại của nó như thế nào. Khi ngài thấy hết tất cả những cái đó thì khi đó ngài mới xuất ly ra được cái pháp đó. Mà khi ngài thấy được sinh trụ diệt, sự vị ngọt, sự nguy hại và xuất ly, thì như vậy mới gọi là chánh biến tri. Chữ chánh biến tri đó được định nghĩa là thấy ra như vậy. Thành ra đó có nhiều người quá muốn tu nhưng mà tu theo một cái ý đồ của bản ngã của mình mà không thực tế. Cho nên đừng tưởng rằng á một ông sư mà ông tu rồi ông hoàn tục ra đó là mình đừng nói ông nó tầm bậy nghe. Thực ra ông hoàn tục là đúng, bởi vì nếu mà ông tu thì ông không được cả hai, cũng học được bài học ở đời mà bài học ở đạo thì cũng chẳng làm gì được hết. Thành ra ông chỉ ở đó là chỉ tốn tiền của ba tánh nuôi cho mà ở đó thôi, chứ còn vẫn không được gì cả. Cho nên nếu ông thấy rằng là ông cần hoàn tục ra để ông học bài học ở đời thì ông phải học ở bài học ở đời để ông thấy ra hết tất cả những cái vô thường khổ vô ngã trong cuộc đời đó thật sự, thì khi đó đó ông mới có thể là từ dạ cõi đời một cách thật sự đúng đắn. Cho nên đó là ở đây thầy cũng không có khuyên rằng là đừng có lấy chồng, hay là cũng không có khuyên là lấy chồng, mà từ mình phải biết là bài học của mình là gì, cứ tùy duyên thuận pháp đi.